Xin chào thầy và các bạn, em là Nguyễn Quốc Dương lớp IB K34. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề Sale Based Food. Trước khi vào chủ đề thì ta cần hiểu Sale Based Food là gì. Nó được hiểu như là thức ăn từ tế bào, nghĩa là sản xuất thực phẩm dựa trên tế bào. Nó còn gọi là nông nghiệp tế bào. Liên quan đến việc nuôi cấy các tế bào được phân lập từ động vật, sau đó chế biến để tạo ra các sản phẩm thực phẩm có thể so sánh với các phiên bản động vật tương ứng, chẳng hạn như thịt, gia cầm, thủy sản và các sản phẩm từ sữa và trứng. Các bạn có biết rằng thực phẩm thu từ động vật giờ đây có thể được tạo ra từ nuôi cấy tế bào? Sản xuất thực phẩm dựa trên tế bào là một trong những đổi mới có thể giúp chúng ta nuôi sống một quần thể ngày càng tăng. Việc nuôi cấy tế bào từ động vật phát triển chúng, nhưng nó hoạt động như thế nào? Nghĩa là lấy một mẫu tế bào nhỏ từ một động vật khỏe mạnh như bò hoặc cá để tạo ra hàng trăm kg sản phẩm, trứng và các sản phẩm từ sữa cũng có thể được sản xuất từ các tế bào. Các tế bào được nuôi cấy trong điều kiện vệ sinh được kiểm soát trong một thiết bị gọi là lò phản ứng sinh học, bắt chước cơ thể động vật tùy thuộc vào sản phẩm. Điều này có thể xảy ra trong vòng vài ngày. Các tế bào được nuôi bằng hỗn hợp các chất dinh dưỡng như vitamin và axit amin và phát triển thành mô mỡ hoặc cơ. Khi các tế bào đã sẵn sàng, chúng được đưa ra khỏi lò phản ứng sinh học. Một số sản phẩm được nuôi ở dạng lát cá hoặc khối thịt và do đó không cần chế biến thêm. Thực phẩm dựa trên tế bào được trộn với các thành phần khác để tạo ra sản phẩm cuối cùng trước khi chúng được đóng gói cho người tiêu dùng. Tổ chức Nông lương Thế giới FAO đang làm việc với các thành viên và đối tác để đảm bảo thực hành tốt được tuân thủ nhằm giữ an toàn cho thực phẩm dựa trên tế bào trong suốt quá trình sản xuất. Ngày nay, các nhà khoa học đã nghiên cứu các loại thịt nhân tạo từ tế bào gốc, từ mô cơ bò, từ khí CO2, từ rau nhằm thay thế cho thịt từ động vật. Đây được coi là giải pháp cho thực phẩm tương lai vì có nhiều ưu điểm như không chứa kháng sinh, bổ sung đầy đủ vitamin và sắt, được điều chỉnh mùi vị theo ý khách hàng. Bên cạnh đó cũng ít làm ô nhiễm môi trường do ít sử dụng tài nguyên như đất, nước so với chăn nuôi truyền thống. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.